Xem có thẻ gì chưa? Mbappé, De Bruyne. Hay lắm em ơi. Không xấu mặt đàn ông. Rất tuyệt vời. Như vậy là Đắc Huy với cái sinh lý tốt của mình bây giờ không còn là Vũ Nát Huy nữa. Anh đây chính là Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy của chúng ta với team LBK VIP. Bên LBK hơi toang tí bởi vì trận đấu này là trận đấu đối đầu với King Gaming. King Gaming rất khủng. Thôi xong rồi. Biết ngay mà, pha phòng thủ hơi sai lầm đến từ Đắc Huy. Huy đã sai lầm đến ngay từ pha bóng mà tấn công trước đó của Huy. Pha bóng cơ hội của Huy nhưng Huy lại ấy, để phí một cách rất đáng tiếc. We Are One à. Team We Are One này thấy gọi là trước giải đấu tuyên bố mạnh miệng lắm. Bác Chu Quang Tuấn, bác Tuấn Quang Chu. Bác ấy gọi là tuyên bố mạnh lắm. Ui dồi, mạnh thế này cơ mà. Như vậy là Trần Anh ghi bàn. Ronaldo 1-0. Cảm ơn bạn Khánh, mình không đọc được. Vâng, bạn Hai Khánh cảm ơn nhau. Chào Ngọc Vũ. Nhật Quang là cái đấy tùy thôi. Nó gọi là tùy tâm. Có người nạp được thẻ trước rồi, thẻ sau người ta vẫn ăn. Có ông ăn được 5 cái thẻ liên tiếp cơ. Tùy, gọi là tùy tâm. Lùi này, pha sút xa tốt quá. Có kèo à, cũng chịu công bố. Thông tin livestream đều ghi đầy đủ trên cái rồi. Nội dung trên đấy rồi. Ronaldo lại đóng xa thôi. Đấy, thế đơn giản. Một lối đá rất đơn giản của Trần Anh. Đó là đưa bóng cho Rô. Rô làm lại phần việc còn lại. Rô làm những công việc quá quen thuộc. Và 2-0. Đúng không bác Khánh ạ? 3-0 rồi. Trần Anh như một con thú kiểu cuồng loạn. Mãnh thú cuồng nộ. 3-0 mất rồi. Một siêu thú cuồng nộ. Bóng vào chân là đóng, mà đóng là chết. Cấu đấy. Hoặc là gặm cỏ. Nói chung là không gặm cỏ hay không giao cấu gì cả. Tôi yêu cầu bạn hãy bình tĩnh và lịch sự ở đây. Ronaldo 4-0. Một mình Ronaldo ghi đến 4 à 3 bàn thắng, 3 bàn thắng. Ai ăn ai ăn. Bạn nào mà làm được thành công rồi nhớ viết một từ là cảm ơn nhé. Viết một cái chữ cảm ơn bác Hồ Nam Khánh. De Bruyne, De Bruyne. Bàn danh dự đã đến dành cho Vietplay. Công nhận Vietplay là thanh niên mà ấy. Ngay từ những lúc chọn đội hình đã thấy ngáo ngáo rồi. Và vào trận đá hơi kém. What the fuck? Dứt điểm. Ui hay quá, bỏ đạp. Ở giữa màn hình chính là con số nạp thẻ của Garena 20k. Số này chào bạn Nguyên Nguyễn. Ông closer thì rất tiếc không có thẻ ngon. Chứ cái thẻ mùa TC là cái thẻ lởm quá. Hay quá, pha quay người dứt điểm tốt của FP. Và King Gaming có lẽ sẽ lại có một cơ hội chiến thắng nữa rồi. Và rất tiếc là anh chàng Cơn Trần đã không thể có được cơ hội hay là những tình huống ghi bàn tốt. Và Cơn Trần rất có thể sẽ lại để thua trận này. Team Leptos tôi cũng là một thành viên khác của team LBK nhưng trận này có vẻ như gãy rồi. Ở tấn chiêu đúng đấy. Game thủ mà chê hay quá. Bàn thắng gỡ hòa. Như vậy Cơn Trần rất có thể sẽ kiếm được về một điểm. Nếu có một điểm đúng là một rất là điểm rất đáng quý dành cho chặng đường đua lên cái gọi là vị trí số 2 của bảng đấu này. À, Hát Tuấn ạ, ok. Vâng, chào Nguyễn Xuân Nam. À, gói may mắn lởm hả? Tôi công nhận là gói may mắn hơi lởm. Đêm qua tôi test 500 gói và xịt hết cả 500. Chả được cái ý nào cả, hơn 500 gói mà. Pogba chỉ cần có khoảng trống, có thời gian thôi. Thì hắn tung ra những cú sút kinh lắm, nhưng mà ấy, những quả ra chân của Pogba lại chậm. Đó là Ronaldo cơ hội. Tuyệt vời. Đúng những giây cuối cùng một pha quay người dứt điểm. Nó khác biệt với Paul Pogba quá nhiều. Ngay sau pha Paul Pogba như phạch thì câu trả lời của Cơn Trần. Và trong 10 phút cuối cùng của trận đấu, Cơn Trần ghi 2 bàn. Vươn lên dẫn tỷ số 2-1 và có cơ hội để giành trọn 3 điểm. Là một team Lev Tolstoy nữa và sút loạn háng Varane. Hay quá đi, cháu ngáo đúng không? Ok, không, chú nghĩ là bàn phím nó bình thường, cháu ngáo thôi. Ok Văn Hùng, tí nữa sau đá xong trận này một trận nữa là cơ hội.
Hữu Lộc không bỏ lỡ một pha thoát xuống phá bởi vị tuyệt vời đến từ Rô Văn Điệu. Vũ Việt Quang thử chào anh Lợn Bằng Chú một hôm, liên quan gì đâu. Nếu ông Vũ Việt Quang mà chưa 16 tuổi thì chào bằng chú là đúng. Ông nếu mà trên 16 tuổi rồi thì cứ chào bằng anh. Trần Anh là hợp lý đấy. Mục tiêu Trần Anh là EACC 2-0. King Gaming Hữu Lộc đã rất mạnh. Phạm Minh Tiến là tất nhiên. Ở game này, chả phải game này mà game nào bóng đá thì fan MU cũng đông nhé. Cứ game nào bóng đá thì fan MU cũng đông luôn. Chọc tai, tai chó điên. Hay đấy. Ghê phết. Tao là tai chó điên, một mình tao chấp hết. Shit. À đâu, tao là Linh. Linh. Gáy sớm. Trang phục áo trắng cũng không giống đấy. Trang phục áo trắng đây, chặt anh, nhớ rồi. Hay. Ok, Tuấn Phương nhá. Ôi, Ngô Thanh Nam. Thôi chết. Một cái sổ tay nó ra được cả tháng trời rồi. Bạn Ngô Thanh Nam bảo anh ấy có sự kiện mới, thôi chết rồi. Vãi cả nồi tôi, hỏng rồi. Mình bằng chắc là các ấy, cao tăng. Các cao tăng hoặc là các đạo sĩ. Tạt cả nhà ấy. Như vậy Trần Anh thủng hai lỗ thủng của đít quần rồi. Hai lỗ thủng của đít quần Trần Anh trong cái quần màu trắng, hai lỗ thủng đã tạo nên hai chấm máu.